Ngày 23 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến một học sinh bị bạn hành hung tập thể không thể thi vào lớp 10, Ủy ban Kiểm tra huyện đã yêu cầu lãnh đạo trường Trung học cơ sở Hưng Thủy kiểm điểm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng đối với chi ủy chi bộ trường Trung học cơ sở Hưng Thủy. Ông Võ Huy Thuật, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng, bà Võ Thị Hòa, Phó Bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng. Kết quả cho thấy tập thể lãnh đạo nhà trường chưa có giải pháp hữu hiệu, đủ mạnh để giải quyết triệt để vấn đề. Một số học sinh khối 9 trong trường xích mích, gây gỗ, đánh bạn nhiều lần, chưa kịp thời báo cáo cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thủy để chỉ đạo giải quyết. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy cho rằng những hạn chế khuyết điểm vi phạm này chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy đã yêu cầu chi ủy chi bộ, bí thư chi bộ, hiệu trưởng và phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.